Không khí lạnh mạnh gây thời tiết xấu nhiều ngày nay ở trên biển. Lịch trình của tàu vận tải ra vào các đảo đã bị ảnh hưởng không ít. Và đây cũng là thông tin cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Trong chiều và đêm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, trong đó có đảo Lý Sơn và Phú Quý, vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 3 đến 6 mét, biển động. Gió mạnh khiến tuyến vận tải Sa Kỳ Lý Sơn đã dừng hoạt động và dự báo sẽ còn tạm dừng đến hết kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tuyến Phan Thiết Phú Quý tàu vẫn hoạt động bình thường nhưng sóng cao sẽ khiến quý vị dễ say sóng nên hãy cân nhắc lịch trình của mình